Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại hai điểm, một điểm tầm cao tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn ở quận 2, một điểm tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen quận 11. Thời lượng bắn không quá 15 phút vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Việc tổ chức bắn pháo hoa được thực hiện theo đúng Nghị định 36 ban hành năm 2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách nhà nước. Như vậy, vào dịp Tết Dương lịch 2019, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa 15 phút từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 1 năm 2019. Như những năm trước, bắn pháo hoa tầm cao được tổ chức tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn và tầm thấp tại công viên Đầm Sen quận 11. Ủy ban nhân dân thành phố cho biết nguồn kinh phí thực hiện bắn pháo hoa được chi từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Mục đích thành phố tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2019 là để tạo không khí vui tươi phấn khởi đón chào một năm mới.